Hà Trinh xin chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chuyên mục Làm đẹp thời trang. Thưa quý vị, một nụ cười đẹp và sáng bóng góp phần mang đến cho chúng ta một sự tự tin nhất định khi giao tiếp. Thế nhưng Hà Trinh vừa đọc được một tư liệu rất là đáng giật mình. Đó chính là trên 90% người Việt Nam hiện nay chưa biết cách vệ sinh răng miệng và đang gặp vấn đề về răng miệng. Cho thấy kỹ năng chăm sóc sức khỏe răng miệng là điều cực kỳ quan trọng mà ai cũng phải lưu tâm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc một vài những thông tin trước khi gặp gỡ chuyên gia của ngày hôm nay. Một hàm răng đẹp sẽ mang đến nụ cười tỏa nắng, tạo cái nhìn thiện cảm của người đối diện dành cho bạn. Các khảo sát về tình trạng răng miệng cho thấy người Việt Nam thường gặp các vấn đề như sâu răng, viêm nướu, viêm quanh răng. Trong đó có khoảng 75% dân số bị viêm răng và viêm lợi, viêm quanh răng là 90%. Và nguyên nhân lớn nhất gây nên các tình trạng trên là do thói quen chăm sóc răng miệng không đúng cách. Nhiều người coi nhẹ việc kiểm tra sức khỏe răng miệng nên không được hướng dẫn chăm sóc kịp thời. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ răng hàm mặt Trịnh Thị Thanh Thi ạ. Xin chào quý vị khán giả. Bác sĩ có thể phân tích về việc chăm sóc sức khỏe răng miệng không đúng cách của người dân Việt Nam hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe răng miệng hiện tại hay không ạ? Ba mẹ không có quan tâm nhiều đến cái vai trò quan trọng của răng sữa đó, cho nên là không có chăm sóc răng sữa, cho nên là khi lớn lên á thì nó gây ra rất là nhiều vấn đề, cộng với là những cái thói quen của người Việt nữa. Cái thói quen là như là dùng tăm xỉa răng, không có chải răng sau mỗi bữa ăn, không có đi khám răng định kỳ là một cái quan trọng nữa. Cho nên là nó mới dẫn đến những cái vấn đề như là sâu răng với viêm nướu là thường gặp nhất. Rồi nó sẽ dẫn đến những cái bệnh lý khác nữa như bệnh lý tủy nè. Viêm nướu thì để càng lâu thì nó càng viêm nha chu, rồi có thể lung lay và dẫn đến mất nhiều răng luôn. Răng sữa là những chiếc răng đầu tiên của bé lúc khoảng 6 tháng. Răng sữa có vai trò cực kỳ quan trọng mà không phải ba mẹ nào cũng ý thức được. Quan trọng đối với sự phát triển khả năng nhai và cắn, kể cả khả năng phát âm. Răng sữa hư làm bé bị đau, ảnh hưởng đến ăn uống và làm bé xấu hổ khi bị trêu ghẹo là hoàng tử hay công chúa súng răng. Vậy bắt đầu từ cái răng sữa, làm sao để chúng ta có thể cải thiện cái gốc này ngay từ đầu ạ? Cái răng sữa đầu tiên mọc lên thì mình phải vệ sinh. Ban đầu thì sử dụng gạt và nước muối thôi. Rồi từ từ quen rồi mình sẽ chuyển qua những cái bàn chải nó dễ thương hơn. Xỏ vô đầu ngón tay nè, bằng silicone. Nó có rất là nhiều hình dạng và em bé rất thích chăm sóc. Đến khoảng 1 tuổi thì nên cho em bé đi nha sĩ được rồi, để cho nó làm quen với nha sĩ. Tới khoảng 2 tuổi thì bắt đầu sử dụng chải răng cho bé, nhưng mà sử dụng cái loại kem có thể nuốt được. Tới khoảng đến 6 đến 7 tuổi thì bé mới tự vệ sinh sạch được, cho nên là cho bé tự đánh răng. Nhưng mà trước khi cho bé tập đánh răng bằng kem á, thì phải tập cho bé cái động tác nhổ, để bé biết nhổ ra không có nuốt kem. Cứ ngày nuốt vào thì cái lượng kem có floor nó không tốt. Cho nên là bố mẹ vẫn phải giúp bé vệ sinh răng. Sau khi bé vệ sinh thì mình giúp làm lại cho sạch cho đến 7-8 tuổi. Khi trẻ nhỏ bị siết răng thì chúng ta sẽ có những cách xử lý như thế nào ạ? Nó tùy theo mức độ. Thường thì khi mà bố mẹ thấy sâu răng thì cũng bắt đầu lo lắng rồi đó. Nhưng mà cũng có người thì sẽ dắt con đi để điều trị. Nhưng có người thì quan niệm là sẽ thay, cho nên không cần làm gì hết, để vậy luôn cho tới ngày thay luôn. Thì việc đầu tiên mà phát hiện ra con bị sâu răng thì nên đem đến nha sĩ để xử trí. Nếu mà còn trám được thì sẽ trám. Và nếu mà có thể sâu răng nó nặng quá rồi thì chữa tủy để giữ lại, để sau này cái hướng dẫn cho cái răng vĩnh viễn nó lên được tốt hơn. Những cái răng sữa này sau này thay thế bằng răng của trưởng thành, thì răng trưởng thành sẽ phải được chăm sóc một cách cụ thể hơn như thế nào? Chải răng là phải đúng cách nè. Rồi sử dụng chỉ nha khoa sau mỗi bữa ăn, để không có để thức ăn nó động ở cái kẽ đó. Quan trọng nhất là phải đi khám răng thường xuyên, mỗi 6 tháng. Trinh cũng nghe nhiều người bảo là hãy chải răng đúng cách, nhưng mà không biết là chải răng đúng cách là như thế nào. Mình có thói quen là ví dụ như mình suy nghĩ là mình chải thiệt mạnh á nó mới sạch. Hà Trinh thấy là rất là nhiều người bị mòn ở cái cổ răng, bị ê buốt đó. Là do mình chải quá mạnh. Thật ra không phải chải mạnh là nó sạch đâu. Chải đúng cách. Cái dễ nhất là mình xoay tròn và sử dụng lực thiệt nhẹ. Còn cái mà nó hiệu quả nữa là nó hơi khó, là phải nghiêng cái bàn chải so với cái nướu răng. Cái nướu và cái răng phải nghiêng bàn chải 45 độ. Rồi mình rung nhẹ. Cái tần số mình rung khoảng 2 đến 3 răng là mình ngưng. Rồi mình chuyển 2-3 răng khác, không phải cứ đẩy trước sau giống như là nhiều người thường hay làm. Tại vì như vậy thì ví dụ như bàn chải trung bình là khoảng 3 đến 4 tháng mình thay. Nhưng mà nếu mà sử dụng bàn chải quá mạnh như vậy, 1 tháng là tưa bàn chải rồi. Một số người thì cũng có thói quen đi khám định kỳ, nhưng một số thì không. Quý vị khán giả cũng đã rất tò mò, không biết là đến khám định kỳ thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mình những điều gì ạ? Thì cứ mỗi 6 tháng khách đến á, thì là đến cái định kỳ cậu vôi răng, thì sử dụng cái máy siêu âm để lấy sạch bôi trên nướu dưới nướu.
để cho giúp cái nướu nó làm thương tốt, nó ôm sát vào răng. Rồi kiểm tra xem có cái răng nào sâu hay không để tư vấn cho khách nên trám lại. Rồi kiểm tra những cái vấn đề khác nữa, ví dụ như là có bệnh lý về tủy hay không, có cái răng khôn nào mọc nghiêng mọc lệch cần nhổ, ví dụ vậy đó. Hoặc là cái kẽ răng nào thưa cần phải làm lại, đắp lại cho nó thẩm mỹ hơn. Với những người bị vấn đề về răng miệng thì bác sĩ có tư vấn gì cho họ trong cách chăm sóc hay không? Bệnh răng miệng thì thường gặp nhất là sâu răng và bị viêm viêm nướu, viêm nha chu đó. Thì nếu mà người nào nặng quá thì mình khuyên là khoảng 3 tháng đi kiểm tra một lần, chứ không phải đợi tới 6 tháng giống như những người bình thường khác, để bác sĩ xử trí kịp thời, không có để tình trạng nặng mà dẫn đến lung lay hay là mất răng. Thưa bác sĩ, một trong những vấn đề cũng khá là quan ngại đó chính là răng khôn gây sốt mà nhiều khi còn gây khó chịu cho người lớn trong một số ngày dài nữa. Vậy thì chúng ta sẽ đối diện với điều đó như thế nào ạ? Thì thường răng khôn mọc ra sau cùng, từ khoảng 18 đến 25 tuổi thì răng khôn nó sẽ mọc. Có nhiều người thì không có mầm răng khôn, có nhiều người có nhưng mà không mọc lên, nhưng mà đa số mọc lên là thường là gây biến chứng. Tại vì nó ra sau cùng cho nên nó thiếu chỗ, nó đẩy thời gian, có nhiều người cái lúc đầu răng thẳng, cái sau răng khôn mọc lên cái thấy răng mình hơi xô lệch. Nó đẩy cũng được, mọc lên hết thì không sao, nhưng mà có những cái trường hợp lưng chừng, tức là nó mọc nghiêng, mọc lệch, hoặc là nó chỉ lên được một phần nhỏ thôi, rồi nó gây biến chứng, tức là khi đó cái nướu nó sẽ trùm cái phần không lên đó, rồi thức ăn nó chui vô, nó sẽ gây viêm, gây sưng đau nhức, hoặc là nặng hơn nó sẽ gây viêm mô tế bào. Thêm một vấn đề nữa, thưa bác sĩ Thanh Thi, là ngày nay cái việc hôi miệng đã làm giảm đi cái cơ hội giao tiếp của rất là nhiều người. Vậy chúng ta sẽ hạn chế cái việc này như thế nào bằng việc bổ sung các sản phẩm ngoài thị trường ạ? Đầu tiên mà mình phát hiện mình hôi miệng á, thì Thi nghĩ là mình nên đến nha sĩ trước. Tại vì cái hôi miệng nó có rất nhiều nguyên nhân gây ra. Ví dụ ha, sâu sâu răng thì cái lỗ sâu nó cũng đọng thức ăn, nó cũng gây hôi miệng nè. Cái răng khôn, viêm cái răng khôn cũng gây hôi miệng nè. Nha chu thì hay gây hôi miệng rất nhiều rồi. Thêm một cái nữa là cái bệnh lý khô miệng hoặc là trào ngược dạ dày thực quản cũng gây ra hôi miệng. Cho nên là mình nên đến để xác định cái nguyên nhân cái đã. Còn những cái giống như là Listerine là mấy cái nước súc miệng có hương á, thì mình chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Thưa bác sĩ Thanh Thi, ngoài những cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng, chúng ta còn có dịch vụ gì thêm cho khách hàng khi mà đến nha sĩ hay không? Thì sau khi vệ sinh sạch sẽ rồi á, thì có thể tư vấn cho khách thêm là mình tẩy tẩy trắng răng tại phòng hoặc là tại nhà để cho răng nó trắng sáng hơn, thì Dạ. cũng tự tin hơn để cười. Thường dịch vụ này mất nhiều thời gian không ạ? Nếu mà làm tại phòng thì khoảng 1 giờ, còn nếu làm ở nhà thì mình hướng dẫn cho khách tự làm trong khoảng 1 tuần. Nghe thế thì hành trình cũng rất là thích, bởi vì nghe nói chỉ cần khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ là răng mình sẽ trắng bóng hơn được nhiều tông màu luôn. Điều đó có thật hay không ạ? Và cái quá trình tẩy trắng răng diễn ra như thế nào? Tẩy trắng lên được bao nhiêu tông màu nó phải tùy thuộc vào cái màu răng trước khi tẩy. Ví dụ như màu mà vàng đậm quá hoặc là chuyển sang xám như Hà Trinh nghe là nhiễm tetracycline á, thì tẩy nó sẽ không lên. Còn răng bình thường thì lên 2 hoặc là trên 2 tông màu. Cái đó là bác sĩ sẽ làm cho Hà Trinh 1 tiếng đồng hồ tại ghế, có sử dụng đèn. Mình bôi thuốc lên răng luôn, mình chiếu đèn vô trong vòng 1 tiếng. Nhiều người bảo là cái là nằm như thế thì chiếu đèn vào thì rất là ê buốt răng, nên họ rất là sợ, điều đó có đúng hay không? Cái ê buốt là chắc chắn có, nhiều hay ít tùy theo mỗi người. Xem ra thì mình ráng chịu ê chút xíu, trong vòng 1 tiếng đồng hồ mình có một hàm răng đẹp. Nhưng mà có một số vị khách cũng có nhu cầu làm đẹp tẩy trắng răng tại nhà thì mình sẽ có tư vấn gì? Tẩy trắng răng tại nhà thì Hà Trinh chỉ hơi mất thời gian một chút, tức là phải đến phòng khám để bác sĩ lấy cái khuôn răng của Hà Trinh á, ép ra một cái cặp máng trong, rồi đưa thuốc hướng dẫn cho Hà Trinh về nhà tự sử dụng. Hà Trinh sẽ mang vào buổi tối khoảng 4 đến 6 tiếng đồng hồ, rồi trong trong vòng khoảng 1 tuần thì Hà Trinh thấy rất là trắng sáng. Rồi giữ lại cái cặp máng đó khoảng 6 tháng hay 1 năm sau Hà Trinh muốn tẩy lại thì chỉ cần lấy thêm thuốc để tẩy thôi. Cái đó thì giữ màu được rất là lâu. Mà ê thì chỉ khoảng 1-2 ngày là nó hết thôi. Việc tẩy trắng răng này có ảnh hưởng gì đến men răng sau này không thưa bác sĩ? Không, nếu mình sử dụng mà đúng cách thì không ảnh hưởng gì hết. Ví dụ Hà Trinh mang vô 4 đến 6 tiếng, sau khi tháo ra thì Hà Trinh không có chảy răng liền. Tại sao? Lúc đó thuốc nó đang tác dụng, mà mình thêm cái lực chảy răng nữa thì nó sẽ gây mòn. Và ngoài ra trong cái quá trình chúng ta đang có răng trắng sáng sau khi tẩy như vậy, mình sẽ có một cái chế độ ăn uống hoặc là kiêng cữ như thế nào? Đúng rồi, trong cái thời gian mình tẩy á, thì mình những cái chất có màu thì mình nên sử dụng bằng ống hút. Và với một số người thì hiện nay cũng đang rất là phổ biến cái việc là chúng ta đến thẩm mỹ để làm cho răng của mình đẹp hơn, thì Hà Trinh đang rất là tò mò về vấn đề đó.
tẩy trắng răng là làm cho răng trắng thôi. Ngoài ra chúng ta có thể làm gì để cho hàm răng của mình, ví dụ những người bị thưa hoặc là bị hô hoặc là móm, thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp thẩm mỹ nào can thiệp? À, ví dụ như là thưa răng thì mình có thể làm cái cải thiện cái thưa đó bằng đắp composite, hoặc là mình sử dụng cái mặt dán sứ á, thì mình cũng có thể cải thiện được thẩm mỹ mà sử dụng được lâu nữa. Còn cái răng hô móm thì mình có thể niềng răng, mà bây giờ có thêm cái niềng răng không mắc cài, niềng răng bằng những cái máng trong á, mình không cần phải mang mắc cài vướng víu mà vẫn thẩm mỹ, vẫn đi làm được bình thường. Dạ thưa bác sĩ Thanh Thi, vậy trong trường hợp mà người bệnh mất cả răng luôn thì mình sẽ bổ sung cái trường hợp thẩm mỹ đó như thế nào ạ? Hiện nay thì có hai cái phương pháp để phục hồi cái răng mất. Trên có thể sử dụng cái cầu răng, tức là mình phải mài, phải làm cần hai cái răng kế bên để làm thành một cái cầu ba răng và gắn cố định luôn, không tháo ra được. Còn cách thứ hai nữa thì bây giờ là hiện đại nhất, là mình mất cái răng nào mình làm lại cái răng đó thôi, mình cắm, gọi là kỹ thuật cắm implant. Kỹ thuật này có gây đau đớn hay không? Nó dễ hơn là nhổ răng nữa, không có gây đau đớn gì nhiều, gây tê trước khi làm, rồi Hà Trinh sẽ được uống kháng sinh kháng viêm giảm đau sau khi thực hiện. Phải nói là để đến cái trường hợp mà mất răng thì cũng đã nặng lắm rồi, nên ngay từ đầu là chúng ta cũng đã phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của việc sâu răng, thì bác sĩ có thể chỉ ra cho mọi người biết hay không? Thì ví dụ ở trên răng sữa là Hà Trinh thấy mấy cái em bé mà nó có cái đốm bắt đầu trắng trắng vàng vàng á, là bắt đầu đốm rồi đó, đốm đó là chuẩn bị rồi đó. Trên người lớn mình á thì những cái hố rãnh mặt nhai, răng cối nè, Hà Trinh thấy nó bắt đầu đầu tiên là trắng đục, còn không thì nó chuyển màu đen. Dạ. Hà Trinh thấy cái mấy cái đường đen đen nhỏ nhỏ đó là gọi là sâu răng chớm rồi đó. Thì mình có thể trám bít hố rãnh. Những cái hố rãnh giải phẫu đó nó rất là, nó thắt sâu cho nên là bàn chải nó không với tới được, thì nó vẫn có thể gây ra sâu răng. Còn khi mà nó tiến triển thêm, nó sâu dần lớn, dần dần thì nó sẽ vào đến tủy, rồi nó có thể làm chết tủy. Chết tủy rồi, ví dụ như chết tủy mình đi chữa tủy đi, chữa tủy thì phải bọc lại, còn khi không bọc lại thì nó có thể tét răng ra, thì mình phải nhổ đi. Còn khi mà chúng ta cải thiện cái hàm răng của mình theo hướng thẩm mỹ, thì nếu với một hàm răng mỏng và thưa thì chúng ta còn có cách nào để bác sĩ tư vấn không ạ? Mỏng thưa thì ví dụ như hiện nay nó có cái công nghệ là làm mặt dán sứ mà siêu mỏng, nó có khoảng 0.3 ly thôi, thì cũng không cần mài luôn. Đó thì mình có thể sử dụng cái đó để cải thiện thẩm mỹ mà đỡ cái tâm lý lo là bị đau nữa. Hà Trinh có thể hiểu nôm na là ngày hôm nay chúng ta để có một cái hàm răng đẹp là một cái quá trình bảo vệ lâu dài từ lúc nhỏ, ngay từ cái thời kỳ răng sữa rồi. Bây giờ tổng kết lại vấn đề, nếu mà chia ra các giai đoạn cụ thể và những gì phải làm trong từng giai đoạn đó, bác sĩ sẽ nói gì ạ? Thì theo mình nghĩ là muốn có hàm răng đẹp thì phải chăm sóc ngay từ cái gốc đầu tiên, đó là răng sữa. Cha mẹ phải giám sát và giúp đỡ bé cho đến khi mà bé có thể tự làm được là khoảng 6 đến 8 tuổi. Thì khi mà cái hàm răng sữa đẹp đến cái hàm răng vĩnh viễn đẹp rồi thì chỉ cần chăm sóc định kỳ nữa là được. Còn khi mà ở cái giai đoạn trưởng thành, ví dụ như mình may mắn được ba mẹ chăm sóc từ nhỏ để có cái hàm răng đẹp rồi thì cứ vậy theo định kỳ mà chăm sóc đúng thôi. Còn nếu như mà có vấn đề rồi á thì nên đi điều trị. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ răng hàm mặt Thanh Thi ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình. Và thưa quý vị khán giả, thói quen chăm sóc răng hàm miệng tuy là đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, và chúng ta phải dành nhiều thời gian và sự tập trung hơn nữa để có một nụ cười tự tin và tỏa sáng quý vị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Thanh Thi đã đến với chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán giả.